viêm da cơ địa trong thì rất nhiều người đẻ xong viêm da cơ địa hết, không rất cháu nhiều ba người bị viêm da cơ địa chạy chữa khắp nơi, đông y tây y rồi nam y gì các kiểu vẫn không khỏi ạ. Thế lần này là chữa khỏi giới thiệu các bạn đến đây nhá. Dạ vâng. Ôi cháu chữa sợ thì bị tao chứ bảo tôi chữa sợ lắm luôn đấy. Cháu Quỳnh ạ. Cháu có nhắn tin cho cô ấy, cháu hẹn 3 giờ ạ. Tay và chân, nhưng mà ở chân thì ở đây có hạn là không có tiếp xúc ở mặt đâu nhỉ? Cháu chưa chủ ở mặt, cháu chủ ở tay và chân thôi. Chú ý là cháu giống cả mặt ở đây này. Cháu có vài lúc mới nhưng mà nó không gắn. Đến lúc này cháu lại bị gãi ra. Cái trên đầu đấy ạ? Không, đầu đến đầu đây. Bên này không, đấy là mụn rồi. Đây cho người đây. Chỗ này không nhìn thấy thôi. Vâng, cái này không nhìn thấy. Không, không đầu đấy là mụn thì thôi, không không dạng, đấy không dứa. Cháu hai đi có đúng là viêm tràn vi khuẩn không? Cái tay thì cháu chưa đi khám nhưng chân cháu là tràn vi khuẩn. Cho cô xem chân à? Cháu đi khám ở đâu? Cháu khám ở bác sĩ Thái Hà ở cháu khám ra đây Hà Nội rồi. Với lại bác sĩ Thái Hà ở chỗ đường gì nhỉ? Cháu không biết. Ở chỗ phòng khám của bác sĩ Thái Hà. Chứ ở đâu thì chẩn đoán tràn vi khuẩn? Ở cả hai ra đây Hà Nội cho khám trước rồi tràn vi khuẩn. Đến bác sĩ Thái Hà cũng chẩn đoán tràn vi khuẩn. Đây là có làm xét nghiệm không? Không là xét nghiệm, tức là chỉ bị tổn thương. Đúng rồi, chỉ bị tổn thương thôi. Tức là chân thì bị mụn lúc này. Đây bị mụn lúc này thôi, khỏi rồi mà nó mới bị lại lên lại á. Cháu khỏi rồi là cháu mua cái gì khỏi? Đấy cháu chụp cái cô này không chịu cọt gì đấy. À. Với uống nữa, nhưng mà cháu quên mất là thuốc tên của quý uống gì rồi. Mua cái Fluoxycod ấy thì nó khỏi ngay. Tức là nó sẽ tổn thương ngay nhưng mà nó chỉ ổn định tạm thời thôi. Tạm thời hẳn được. Thì thực ra là bác sĩ Thái Hà bác cũng phân tích với cháu là cái này nó sẽ không thể khỏi hẳn được mà nó sẽ bị tái lại vào những mùa hanh khô ấy ạ. Thì tất cả những cái bệnh này cũng không, nhưng mà đấy là do mình được dùng tây y thôi. Vâng. Đông y cô điều trị thì sẽ điều trị thì lúc này có cái gì nó sẽ khỏi lại. Vâng. Không phải tái phát nữa. Trong khoảng bao lâu ạ? Trong bao lâu cũng phải tùy theo từng bệnh nhân, tức là tùy cho đáp ứng của từng bệnh nhân rồi cái thuốc. Vâng, tại vì trong mà nói chung là phải kiên trì, phải cần ít bằng khoảng tháng. Vâng, vì cháu nghĩ là chắc chắn là phải điều trị cả bên trong nữa, tại vì là nó phát ra khắp nơi thế mà. Đúng, thì làm sao mà mình bôi nó những khỏi lúc này nó sẽ bị nó khác ấy. Hơn nữa là cái corticoid ấy nó có tác dụng xe tổn thương rất nhanh. Vâng. Thế nhưng mà nó chỉ nặng ở bên trong thôi chứ không phải nặng. Sau khi nó phát ra thì nó lại phát ra nặng hơn nên vâng đúng luôn. Vâng, bác sĩ bảo là cháu là cái sẽ phải cai dần cái corticoid đấy nhưng mà sau đấy thì phải bôi dưỡng da dưỡng ẩm ấy. Nhưng mà cháu thấy cũng không thua. Đấy, thế mà cháu bị thế này là bao lâu rồi? Thế cái tay này thì cháu cũng mới bị khoảng tháng thôi. Nhưng mà cái chân này thì bị khá lâu rồi. Trong tháng này thì cái chỗ này. Vâng, một tháng thì cái chỗ này. Nhưng trước đây nó chỉ bị kiểu khô thôi ấy. Xong rồi nó đi dần dần nó đi kiểu mình rửa nước nó chết ra. Thế chỗ này là 1 tháng này, vâng. Thế trên đầu thì bao lâu? Cũng tầm đấy ạ. Cũng 1 tháng tức là đồng thời với cái này. Vâng, tầm đấy. Thế ở chân thì bao lâu? Chân thì cháu phải tính nửa năm rồi ấy. Cháu chắc là tính khoảng tầm đấy. Nửa năm nhưng mà cháu khám thì cũng mới có ngứa lắm không? Ngứa đấy ạ. Ngứa lắm, nghĩa là ngứa từng đợt thôi. Nghĩa là có lúc này thì tại đang khá là dịu. Nhưng nếu một thời điểm khác trong ngày nó lại ngứa lên. Những lúc đấy là lúc nào? Ví dụ như là lúc nó bị nóng quá này hay lạnh quá này hay là bị ra mồ hôi này hay là những lúc như thế nào hay là chẳng liên quan gì, nó thích ngứa là nó ngứa bất kể lúc nào, thích ngứa bất kể lúc nào mà nó không phải nóng lạnh gì cả. Thế không có liên quan gì đến không? Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 29. Cháu có con rồi, em bé đấy. Em bé mấy tuổi? Em bé 15 tháng, hơn 15 tháng. Thế là trước thì cháu chưa bị nhá. Cháu có em bé xong thì mới bị. Đúng rồi, cháu có em bé xong thì em bé khoảng cho em bé khoảng gần 1 tuổi. Thì bắt đầu cháu mới bị. Sợ thế của nhà có xe được cái điều đấy nó là một trong những yếu tố. Có những người thì khi mà có con thì lại khỏi bản thân mình từ nhỏ. Đúng rồi, thì nó lại khỏi. Nhưng có những người thì đến lúc sinh con xong thì người đã chưa bao giờ bị ở thời gian luôn. Thế mà lúc cháu bầu nó cháu bầu chuẩn bị ngứa rồi nhưng mà nó không phải bị cái này mà bị ngứa bàn chân đổ hết mụn đỏ lên đấy. Lần đấy cũng đi khám da liệu xong cũng bôi nhưng mà chỉ dám bôi kiểu tí tí thôi, cháu đang bầu mà nó không dám bôi cái gì luôn. Cháu đúng là ngày cháu từng cái may mà lông chân lúc nóng muối miếc thứ thì nó cũng khỏi ấy. Thì ở nhà thì có ai đi như thế này không? Bố này, mẹ này, em chị em, không nhà ông bà không. Chỉ có chồng cháu thì
sờn ấy, kiểu bong da đau chắc xong ngứa ấy, khô ấy, ngứa hơn. Sẽ hết mùa vải, hết mùa để thôi, không ai bị. Thì tôi sẽ truyền đến cái đấy trong gia đình nhà mình. Vâng. Không quan hệ không phải. Hồi xưa cháu cũng bị luôn, bầu xong rồi đấy. Cháu đi ra luôn. Nhưng mà của cháu đây có phải là chuẩn chuẩn là thành của nó. Cái này là do bên thương gia cơ địa, cái này là trà, tuổi thân của trà. Viêm gan cơ địa cũng trong thấy rất nhiều người đẻ xong viêm gan cơ địa thế, không rất nhiều người bị viêm gan cơ địa chạy chữa khắp nơi đông y tây y rồi nam y rồi các kiểu vẫn không khỏi ạ. Thế lần này là chữa khỏi rồi chứ các bạn đến đây nhá. Dạ vâng. Ôi cháu chữa sợ tại vì tao chưa vào tôi chữa sợ lắm luôn đấy. Bên trái ạ. Hương Đình Thanh Xuân. Đang nhiều bạn còn bị nặng hơn cháu nhiều. Cháu vâng thì cháu cũng mới bị dân mình lâu cái này sống mới mà đi điều trị thì là sớm, điều trị sớm hơn mong là nó sẽ khỏi ngay. Cô phải sợ là chưa kịp ấy đến để tái khám thì đã khỏi từ ngay. Đây này cô này có đề này chỉ ngứa nhiều không ạ? Ngứa, mình ý là bị hiện tại đang không đấy. Nhưng mà bạn ấy nhận mọi người bảo ngứa bất kể lúc nào. Mà nó ngứa theo thời gian cháu đấy. Cháu ngứa nhưng cháu trong sức chịu đựng của cháu được nên cháu không được cãi vào nó. Đúng rồi. Chỉ là nước nó bị ấy vào thôi chứ cháu không được cãi. Nước rửa bát cháu không được dùng tuyệt đối, dùng không dùng xà phòng đấy ạ, nước rửa bát nhé. À vâng, cháu thì nó không nước dùng nước rửa bát, xà phòng rửa tay cháu vẫn sửa. Không được, à thế tuyệt đối kia luôn, à thế ạ. Tất cả những cái gì mà liên quan đến đúng không? Có hóa chất thì cháu không dùng, à thế ạ. Bây giờ cháu có thể thay bằng cái nước bồ kết. À thế ạ, tắm cũng được luôn. Bây giờ nhá, cháu sẽ dùng nước bồ kết thật đặc lên, vâng, cháu thay lấy làm bằng nước xà phòng của cháu. Để cháu rửa tay, cháu tắm bằng cái đấy rất sạch mà. Ngày xưa bụng mình làm gì có xà phòng đâu, có sữa tắm đâu. Nhưng mà kiểu là mình sẽ bị mất thời gian. Ừ, đúng rồi. Một xíu là đúng rồi. Nhưng mà mình đang có bệnh thì mình vâng. Mà cháu mấy nốt cũng ngứa lên nhưng mà cháu không động vào, cháu chỉ là cháu có động vào gã thì chắc cháu sẽ qua những cái này luôn. Nha, hạn chế trong thời gian này cháu không được làm cho nó cái tổn da mà mình nó bị tổn thương. Chỉ cần tất cả những cái da đó chỉ cần gãi bị tổn thương thôi là nó sẽ bị tràn máu. Đúng rồi, cháu như thế. Nếu mà cháu không gãi thì không sao. Mà hoặc chẳng may mà không, ai cũng không phải nói chung chỗ này đâu. Mà bất kể chỗ nào trên da là thế ạ. Cháu tránh tuyệt đối để nó bị xước. Bị xước da nó rất dễ bị tràn máu như thế này. Nhiều người bị này cô nhỉ? Nhiều. Rất nhiều người cũng bị một thuốc nặng. Bị này là do cơ thể có vấn đề gì cô? Bị này là do cơ địa đấy, gây tổn cơ địa. Cháu có cần bôi dưỡng da thì gì? Không phải là do cháu không bôi, hay là do cháu bôi. Cái này là do cái yếu tố bên trong cơ thể để mình rồi. Do người thuốc rồi, thay đổi cái là do sinh.